Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt áo kiểu của bộ đồ mặc nhà dành cho nữ. Để cắt được mẫu áo này, các bạn lưu ý giúp mình phần ngực của mình nhá, là phần cổ vuông, nhưng mình chạy chỉ chun cho nó rúm này và bèo phần vuông của ngực. Phần cửa tay mình sẽ bèo nhé. Khi mình đánh rúm xong, thân sau các bạn bay bình thường cho mình. Còn để cắt được mẫu quần, các bạn vào trang của mình nhé, tìm những bộ thô lanh mình cắt là mình cắt được mẫu quần này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh mẫu áo kiểu của nữ mặc nhà này. Số đo của mình: dài áo 57, rộng vai 36, dài tay 10, vòng ngực 86, vòng bụng 80 và vòng mông 92. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt thân sau của áo trước. Dài áo của mình 57, các bạn cộng cho mình 2 cm đường may nhé. Vì gấu của mình là gấu bé này, gấu 7 ly đến 1 cm nên mình cộng 2 cm. 57 cộng 2 là 59 này. Các bạn gióng sang đây cho mình dài áo 59. Nối luôn giúp mình. Ngang cổ các bạn để cho mình 10. Hạ cổ sau các bạn để 8 cho mình. Và cổ sau mình cắt cổ vuông nhé. Phần dưới các bạn lấy 8 này. Các bạn nối lên cho mình. Hạ xuôi vai giúp mình 3,5. Rộng vai của mình 36, các bạn chia 2 thì bằng 18. Các bạn để 18 cho mình. Phần ngang cổ các bạn chia 3. Lối lên phần đầu tiên cho mình. Tính giúp mình đường hạ lách và hạ eo. Vòng ngực của mình 86, các bạn chia 4 thì bằng 21,5. Các bạn để cho mình 22. Hạ eo cho mình 36. Hạ lách 22 và hạ eo cho mình 36. Các bạn gióng sang đây. Lối giúp mình đường rộng ngang ngực. Đường rộng ngang eo luôn nhé. Vòng ngực của mình 86, các bạn chia 4 thì bằng 21,5. 21,5 các bạn cộng cho mình 4 cm. Là 25,5, áo này mình may rộng nhé. Đường may mình cộng luôn. Vòng bụng của mình 80, các bạn chia 4 thì bằng 20, cộng với 4 cho mình là bằng 24. Vòng mông của mình 92, các bạn chia 4 thì bằng 23. 23 các bạn cộng cho mình 4 cm là bằng 27. Sau đó các bạn nối cho mình từ đường rộng ngang mông lên đường ngang eo. Từ ngang eo lên ngang ngực cho mình. Đoạn eo đó các bạn đánh ra cho mình một chút cho nó êm và thoát đường sườn nhé. Gấu lên cho mình 1 cm. Đến 1,5. Tính vào lách giúp mình. Vào lách các bạn tính giúp mình theo công thức là bằng 1 phần 10 vòng ngực nhân 2. Vòng ngực của mình 86 các bạn nhân 2 là bằng 17, các bạn để 17 cho mình. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường vào lách. Đường hạ ngực các bạn chia đôi, nối cho mình xuống đường rộng ngang ngực. Đường chéo đó các bạn chia đôi nhé. Lấy về đây cho mình 1 phần 2 là mình được vòng lách của thân sau. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo. Các bạn cắt giúp mình theo đường phấn này. Các bạn cắt sang thân trước giúp mình. Dài áo của mình 57, các bạn cộng 2 cm cho mình cũng vẫn là dài áo 59 nhé. Gióng sang đây cho mình là dài áo 59 này. Tính giúp mình từ đây về đây là
3 phân nẹp và 2 phân giao quy là 5 nhé. Trừ cho mình 5 cm của lẹp này. Và phần rúng cổ nhé. Các bạn để ý giúp mình cái phần rúng cổ này. Các bạn sẽ lấy cho mình ra 7 cm. Nối giúp mình luôn. Tính giúp mình đường rộng ngang cổ. Ngang cổ các bạn sẽ tính cho mình từ điểm này ra đây này. Ngang cổ của mình 10. Hà cổ cho mình là 14. Từ đây ra đây các bạn lấy cho mình 8 cm. Các bạn nối ra đây cho mình. Hạ xuôi vai giúp mình 4 cm. Rộng ngang vai của mình là 36 chia 2 là bằng 18 bằng thân sau. Ngang cổ các bạn chia 3 và nối lên cho mình. Hạ ngực cho mình nhé, tính cho mình hạ lách này. Hạ lách trước bằng hạ lách sau nhé. Bằng 22 này, hạ eo cho mình vẫn 36 nhé. 22 này, 36 này. Lối giúp mình ngang ngực, ngang eo luôn. Rộng ngang ngực trước các bạn lấy bằng rộng ngang ngực sau cho mình. Là bằng 25,5. Rộng eo cũng bằng 24 bằng thân sau này. Rộng gấu là 27 nhé. Cũng bằng thân sau luôn. Sau đó bạn lối giúp mình từ đường rộng ngang gấu lên đường ngang eo. Từ ngang eo lên ngang ngực cho mình. Đường eo các bạn đánh cho mình một chút nhé, để cho nó trơn đều này. Vào lách trước các bạn tính cho mình là bằng vào lách sau trừ 1. Vào lách trước bằng vào lách sau trừ 1. Nếu mà lách sau của mình là 17 thì lách trước của mình sẽ là 16 nhé. Sau đó các bạn lối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường vào ngực này, vào lách nhé. Đường hạ ngực bạn chia đôi, lối xuống cho mình xuống đường rộng ngang ngực. Đường chéo là các bạn chia đôi, lấy vào cho mình 1/2. Nối vào mình 1/2 nhé. Ngang cổ các bạn sẽ kẻ ra cho mình. Phần này gọi là phần đánh rúng của mình nhé. Cái phần cổ và phần thân này các bạn không muốn rộng nhé, thì các bạn cắt đi để cho mình cái phần rúng này cho mình tầm 5 cm thôi nhé. Là được nhé. Phần gấu bạn lấy cho mình 1 đến 1,5 cm. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của áo nhé. Các bạn cắt giúp mình. Và cái phần này các bạn cắt rời cho mình. Phần cổ của mình được phần cổ rời nhé. Sang dấu cho mình để tí mình may cổ vào đây. Bạn nào thích nhỏ hơn cái phần này cứ lấy nhỏ hơn, là mình sẽ thân áo mình nhỏ hơn.
Tí các bạn nhớ chạy chun cho mình vào đây này. Là mình ra mẫu áo này nhé. Cắt cho mình cái phần cổ. Cái phần cổ áo các bạn gấp đôi vào cho mình. Phần này của mình là cái phần ngoài này nhé. Phần ngoài là các bạn sẽ để lên. Và các bạn nhớ này, khi cắt cái phần này nhé, cái bèo của mình nó là 3 cm, thì các bạn từ cái điểm này các bạn cũng lấy cho mình 3 đến, thì các bạn lấy cho mình xuống 4 hoặc 5 cm nhé, thì mình mới kẹp vào được nhé. Từ mép này xuống đây các bạn lấy cho mình 4 cm. Phần trên các bạn đánh nguyên đường may cho mình. Cắt xong phần đáp của cái miếng vai cổ áo này, các bạn cắt luôn phần đáp phần sau cho mình luôn. Các bạn đặt thân sau lên nhé. Cắt cho mình cái thân sau là được. Đáp này các bạn lấy dài như mình tầm 10 cm. Các bạn cắt tay áo cho mình nhé. Giờ cắt tay áo các bạn gập đôi vải cho mình. Tay của mình bèo rất là nhiều nhé. Rộng mang tay nhé, các bạn lấy cho mình 22 này. Này được này. Các bạn đánh ở đây nhé. Phần này là các bạn lấy từ đây lên đây là cho mình 5 cm này, kẻ vào đây cho mình, đánh cong đây cho mình nhé, mình được tay áo này. Và khi may nhé, các bạn để ý cho mình này, phần này mình đánh rúm này, phần cửa tay mình đánh rúm nhé, đánh rúm cho nhỏ vào nhé, rồi các bạn bèo này, nó sẽ ra cửa tay này nhé. Và cái phần rúm này các bạn rúm luôn vào, mình chạy bèo lên luôn cái phần rúm tay nhé, thì cái tay nó gọn và nó đẹp nhé. Cắt giúp mình ra đủ phấn này. Cắt cho mình sang cái tay bên đây. Đánh dấu mang cho mình. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong mẫu áo kiểu của bộ đồ mặc nhà nữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.